Hello các bạn, mình là Trí Nguyễn, mình rất hân hạnh được gặp các bạn ở Khối Xe Channel. Hôm nay là cái ngày Andrew đến nhận chiếc xe mới của Andrew các bạn ha. Anh chị em đã đến các bạn ha. Hello, hello Andrew, hello anh Hoàng, hello chị. Ok, ready? Yes. Ok. Wow, and then see what you think. Màu đẹp không chị? Đó, hôm nay hai vợ chồng mình đi xuống đây ủng hộ Henry. Yeah. Đi nhận xe mới nè. Martin hôm nay có hai chiếc xe mới rồi. Martin là chết rồi đó. Phải có anh em hết chỗ đó đi xuống nó vui ha. Anh em trên đó bận quá không đi được. Yeah. Nice. Thank you. You're welcome. So today, take it to a show with us. Enjoy it, and then tell me what you think. Congratulations. Thank you very much. Very much. You're welcome. You're welcome. Anh chị cảm thấy sao? Thấy đẹp, làm cái sản phẩm của em làm ra được cái chiếc xe thứ hai, thứ ba rồi đó. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn. Cảm ơn, thank you, thank you. Mỗi một ngày nó có một cái kiểu khác lạ. Cái ý tưởng mới. Đúng rồi, à. Hay. Thank you, thank you. Thì bữa hổm các bạn thấy chiếc này nó màu trắng các bạn ha. Thì bây giờ tại vì Andrew với lại vợ của anh ta đó đã có một chiếc màu trắng SV ở nhà rồi, cho nên vợ của anh ta nói là nếu mà giữ màu trắng á, thì anh phải bán một cái chiếc SV. Did she say that if you keep it white, you have to sell the SV? Yeah. So he wants to keep both. Yeah. So he's like, try, I want a rubber gold, try rubber gold. So here it is. Beautiful metallic gold các bạn ha. Thì cái wrap này á, là wrap từ ở trong cửa đồ lên hết các bạn ha. Đó, wrap rất là chuẩn luôn. Và để bây giờ anh em đi cái show rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn chiếc xe này ở cái show được các bạn ha, coi cái phản ứng của những người ta đi show hôm nay nó như thế nào, nó gọi là reaction đó các bạn ha. Thank you.
đông rồi nè, hơi bị đông luôn. Ở trong đây bây giờ rất là nhiều xe mà mình nghĩ vô đây chỉ quay xe hoài chán lắm, cho nên chắc quay gãy đẹp cho các bạn ha.
in trouble. Hey. Tối qua không ngủ luôn, nguyên đêm không ngủ luôn, bơ phờ luôn. Đi xuống chỗ này chơi nè. Yeah.
cái này là Lambo show mà, cho nên rất là nhiều Lamborghini hôm nay các bạn. Xe của Andrew chạy trên đường đẹp với sợ luôn, đẹp, cực kỳ đẹp. Yeah. Hey, thank you, thank you. Thank you. I want to see you. Hi, how are you? I chat you on YouTube all the time. Oh yeah. Thank you. Good day, good day. Perfect yeah. Weather. Nice and cool. Oh. Làm gì? Wow, rất là nhiều người, rất là nhiều người dòng cái xe của Andre. Làm hết rồi luôn. Chiếc này brand new như đâu bây giờ đâu có mới nữa đâu. Đâu hết rồi. Hết à? Đâu đâu làm luôn. 2022 là nó giống như đậu chung này là hơn. Ừ. Chung tấm rồi. Thì anh em cũng đậu chung mà. Thôi nó mình hơn có mấy thằng nó vừa release. Ừ. Thật ra xe anh em mình vô là nó cũng phải kiếm chỗ cho anh em mình đậu. Thấy không? Có thể cho mình đậu ngang luôn á, tại vì đâu có ai vô đây đâu. Ừ. Quá trời á, này đông á ha. Dạ đông. Đi. Đi được. Quá trời đi quay. Phải có người đây coi xe không? Đâu mình đứng ngay vòng này. Đang hay sang nói thấy mẹ là thôi vô khai cái lot attention. Có chiếc Countach thấy chưa? Oh yeah. So look for. Mấy cái show này không đi, anh em Austin không chịu đi. Show này là lớn nhất ở Tucson luôn á. Mấy cái show lớn như anh em Austin không chịu đi. Lớn nhất Tucson luôn á. Đúng rồi. Big show. Tới show này Jason nói rằng Jason hỏi tới show chưa? Tới rồi. Đây nãy giờ. Hôm nay đi lấy xe coi. Mấy xe này hết warranty rồi. Hết warranty rồi. Dạ hết warranty rồi. Cực kỳ đẹp. Chỉ con cái nào không có roadster. Ok, hẹn gặp lại với anh hả? Gặp sau nha. Chắc đi vòng. That's a selfie. Đây
có gì cảnh sát ghi đồ vui chưa? How are you? Có cái tow truck cái đằng kia các bạn ha, đứa nào mà kéo là cảnh sát chụp luôn, bỏ lên xe truck kéo về luôn á. Đúng rồi. Chứ ráng 350 được không? Có người bạn anh muốn mua tiệm nail á. Bạn kia quá trời à. Nó quậy quá trời kia à. Đông ơi là đông không? Mình đứng ngay như này rất là dễ té nha các bạn. Rất là dễ té luôn á. Từ bữa đứng trên cao mình lấy hết cái hình ảnh. Monte, màu đẹp. MC 20. Những cái cảnh này tương tự giống như bên Nhật các bạn ha. Nhật Bản á. Hồi tối qua mình thức sáng đêm luôn các bạn. Mình làm xe cho Andrew cho xong xe mới này có chạy các bạn ha. Cho nên hôm nay mình cảm thấy cũng rất là mệt người. Và chắc có thể không có nói chuyện vui để chia sẻ với các bạn được. Cho nên thông cảm các bạn ha. Giờ ngắm xe đi ha. Mình chạy quay chứ này các bạn. Opera. Đứng đây được luôn. Đứng đây được luôn. Vô xong. Đây cái chiếc Aventador ra. Yeah.
day. Anh này kêu anh kia mày bắt thằng nào, mày bắt thằng nào cho tao. Chị bà cài làm một cái đi, làm một cái đi bà cài. Like the move.